Chúng ta vừa xem một cái phần trình diễn rất là hấp dẫn của hai cô cậu bé mà ai cũng xinh trai, ai cũng đẹp gái hết. Con gái giới thiệu trước nha, con gái tên gì, mấy tuổi rồi? Dạ, con thưa chú, con năm nay con 9 tuổi, con tên là Trần Lương Diễm Quỳnh ạ. Con thưa chú là con 10 tuổi rồi, con tên là Trung Hiếu ạ. Trung Hiếu 10 tuổi, Diễm Quỳnh 9 tuổi. Đẹp Hiếu trai ơi. Quá Hiếu nhảy mà cô Hằng với lại cô Trang cái nó đẹp trai quá, chả nhìn con nhảy xíu nào. Đâu có thế. Con có mà. Cô nhìn con từ đầu cho tới bây giờ, cô rất là mong con về đội của cô chú. Bởi vì sao? Cô chú cần một vũ công khiêu vũ có cái phong dáng giống như con. Bởi vì sao? Trong đội của cô chú Hà Lê là rất là nổi bật về hip hop, popping vân vân, những cái gì hiện đại, tất cả những thể loại đều sẽ được học và đều sẽ được phát triển. Và con biết không, nếu như các bạn mà thích hip hop thì hay thích về đội của Hà Lê đúng không? Thì cái bạn mà nhảy dance sport như con mới được lợi thế. Còn nếu như con về đội của chú này hoặc là chú kia thì cái điều đó nó sẽ bị mờ nhạt đi. Cho nên cô mong là con suy nghĩ kỹ cái vấn đề đó. Chính vì cô chú ấy không bấm ấy, thế cho nên là nếu như con về đội của chú ấy thì chú Phan Hiển hoàn toàn sẽ có thể trở thành biên đạo để dựng bài cho đúng con. Rồi, đúng, đúng rồi, ủa, đúng rồi. Em nhận lời lúc nào vậy anh? Không, không có đâu. Không hề. Nhưng mà khoan cho em hỏi là chị Đăng Trang với anh Hà Lê chọn một trong hai bé, hai người chọn bé nào? Dạ, Trung Hiếu ạ. Vậy thì cuộc chiến bắt đầu ha. Con vừa mới ra thôi, cô chưa cần thấy con nhảy, cô đã bị hớp hồn với con rồi. Và sau khi cô nhảy, cô lại càng cảm thấy là thuyết phục hơn và cô rất là mong muốn con về đội của cô. Tại vì con đẹp trai như là chú Lâm Vinh Hải vậy đó. Cho nên là về đội này nó sẽ phù hợp hơn đội bên kia. Đội bên kia có tấm lòng, đội bên đây có nhan sắc và tài năng. Chị, cho em xin góp ý. Con về đội cô Trang thì chú còn giúp nha. Con về đội Lâm Vinh Hải chú chưa chắc. Trời ơi, sao xui xui với người ta vậy? Chú thì chỉ góp ý cho bạn Diễm Quỳnh một điều thôi. Đó là con là một nữ vũ công khiêu vũ. Cái điều đầu tiên khi mà những người giám khảo ta nhìn đó chính là đầu gối của nữ. Cho nên là chú thấy là đầu gối của con chưa được thẳng lắm và con không có siết được cái đầu gối vô. Cho nên nếu mà năm sau con quay lại thì chú muốn nhìn thấy điều đó ở con. Xin cảm ơn huấn luyện viên Phan Hiển. Và Dĩnh Quỳnh ơi, con đã nghe các cô chú chia sẻ rồi đó. Thôi con đừng buồn nha, con hãy chúc mừng cho bạn. Và năm sau nếu như mình có cơ hội mình quay trở lại với chương trình thì hy vọng rằng con sẽ tốt hơn, con có thể chinh phục được các vị huấn luyện viên của chúng ta con nha. Rồi, bây giờ thì đến phiên Trung Hiếu. Con thấy mình có tới hai sự lựa chọn của hai đội, cô Đoan Trang, cô Thúy Tiên nè. Các cô, các chú cũng đã nói rất nhiều về đội của mình. Bây giờ đến là sự lựa chọn của con. Con quyết định chọn về đội của cô chú nào? Con thương chú là cô Thủy Tiên ạ. Chúc mừng Trung Hiếu đã về với đội huấn luyện viên Thủy Tiên Lâm Vinh Hải. Diễm Quỳnh ơi, mặc dù không được huấn luyện viên nào chọn, nhưng đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ cho cô bé trong mùa hè sôi động này. Cặp đôi huấn luyện viên Thủy Tiên và Lâm Vinh Hải cũng đã giành được về cho đội mình thí sinh thứ hai. Cuộc chiến giành giật những thí sinh ấn tượng nhất đang gay cấn hơn bao giờ hết. Nói chung là ngày hôm nay thì Tử Vi có nói mình bán hơi ế. Không sao, mình còn nhiều lắm, mình còn rất nhiều các bạn nhỏ tài năng ở phía sau để chờ đợi các huấn luyện viên của chúng ta.